Hot team cảnh xe khách bất ngờ bất lái xoay 180 độ tông vào giải phân cách. Mới đây, một đoạn clip được camera an ninh khu vực ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Trong clip là cảnh xe khách mất lái khiến nhiều người bàng hoàng khi xem. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 7 vừa qua trên đường DT741, đoạn qua ấp 3 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước. Theo đó, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện trời mưa đường trơn trượt. Đến địa điểm trên, xe khách bất ngờ bất lái xoay 180 độ và tông vào giải phân cách. Cú tông mạnh khiến bánh trước bị đẩy văng ra đường, một phần đầu xe bị vỡ nát. Hàng chục hành khách trên xe, trong đó có trẻ em hoảng loạn, la hét. Rất may, vụ tai nạn chỉ khiến một số hành khách bị thương nhẹ. Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi đứng tim trước cảnh tượng trên. Một số đoán rằng do tài xế phóng nhanh trên đường trơn nên dẫn tới sự việc. Dạo này trời mưa gió nên đường ướt lắm, đi đường trơn mà phóng nhanh quá, mất lái cái thì khó mà kiểm soát. Nhìn mà sợ thật, muốn thoát tim ra ngoài luôn. Chắc mấy người trên xe sợ lắm, pha đó chắc ông bà cũng gánh còng lưng. May mà không ai làm sao pha chạm mạnh như vậy, mình xem còn thấy thoát tim chứ đừng nói những người trên xe. Thật sự là rất nguy hiểm. Bạn nghĩ sao về tình huống giao thông nguy hiểm này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.